Thủ môn tuyển Pháp lý giải nguyên nhân Kane đá hỏng 11m. Ở cuộc đụng độ giữa Anh và Pháp tại tứ kết World Cup 2022, Pháp hai lần vươn lên dẫn trước nhờ các bàn thắng của Tchouaméni và Giroud. Trong khi đó, Tam sư cũng có cơ hội của riêng mình khi được hưởng hai quả penalty, nhưng Harry Kane chỉ thành công một lần, khiến tuyển Anh nhận thất bại chung cuộc 1-2. Loris đã lên tiếng lý giải vì sao Harry Kane mắc lỗi. Điều đầu tiên, chúng tôi hiểu nhau rất rõ do cùng thi đấu cho Tottenham, đến nỗi tôi tự nhủ rằng Kane sẽ thay đổi cách sút. Tuy nhiên, cậu ấy vẫn làm như cũ. Và ở lần thứ hai, tôi bay đúng hướng. Chắc chắn cậu ấy cảm thấy áp lực nên muốn đưa quả bóng lên góc cao hơn một chút so với quả phạt đầu tiên và tăng lực sút. Đó là khoảnh khắc quan trọng của trận đấu. Thủ môn tuyển Pháp chia sẻ. Có thể thấy, việc thi đấu cùng với Loris trong nhiều năm khiến Kane gặp nhiều khó khăn trong trận đấu này. Trong hiệp 1, thủ môn tuyển Pháp cũng có một tình huống cho thấy anh hiểu người đồng đội như thế nào. Phút 24, Kane có pha bóng cải người khôn ngoan để vượt qua Dayot Upamecano. Ngay sau khi Kane thực hiện động tác xoay người, Loris băng ra rất nhanh để có thể khép góc, ngăn tiền đạo người Anh ghi bàn. Loris biết rõ cải người che chắn bóng là điểm mạnh nhất của Kane nên đã thi đấu chủ động. Sau khi đá hỏng quả penalty, Harry Kane đã rất dằn vặt bản thân và thừa nhận cú sút hỏng định mệnh này khiến anh vô cùng đau đớn. Thất bại trước Pháp khiến tuyển Anh một lần nữa chưa thể chạm tới cúp vàng thế giới kể từ năm 1966.